Bây giờ tôi sẽ thử luôn nhé, tôi sẽ loằn ngoằn một tí này. Bây giờ tôi loằn ngoằn một tí để tôi thử cái hệ thống lùi theo cái vết nhớ vị trí lùi. Đây, tôi cua vào đây, tôi lại quặt như thế này. Rồi, để xem công nghệ BMW. Nói về vận hành thì không phải nói nữa, BMW mà. Nhưng bây giờ tôi sẽ sử dụng số lùi này. Cam 360 đương nhiên rồi, hệ thống hỗ trợ lùi quá quen thuộc rồi, thử rất nhiều. Bây giờ lùi theo vệt nhá. Đây ạ. Đấy, lùi theo vệt này. Chưa gì vô lăng đã sẵn sàng rồi. 49m nhớ, thả tay ra nằm ngủ. Nhớ không? Đấy các bạn xem, có nhớ chưa? Em ơi có nhớ không em? Nhớ đường về không nhở? Đấy, loằn ngoằn này. Lúc nãy là anh quay hơi loằn ngoằn đấy, xin lỗi nhá. Đấy, 38m còn lại. Đấy các bạn thấy nó quằn tà là vằn chưa? Đoàn không? Đoàn không? Ui ui, xem cảnh báo nào. Đấy, có lệch một tí đấy, nhưng mà tôi muốn xem có bị cạ bánh vào hay không. Em nó cũng có lệch một tí, nhưng như thế này là cũng khiếp. Ôi ôi, nhìn vô lăng thì cái loạn hết cả lên. Hơi hoảng đấy. Tín hiệu xanh là gì? Nằm trong vùng an toàn, nhưng đỏ là đấy là cảnh báo rồi, chúng ta phải lưu ý rồi. 15m. Thấy chưa? Lúc nãy tôi đã quay như thế này này, rồi lại quay như thế này này. Thực ra tôi còn muốn phải loằn ngoằn trái phải nó khoảng 10 lần nữa cơ. Nhưng mà thôi. Kiếm cái hầm chung cư nào thì hẹn các bạn trong một chương trình khác nhé. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt. Ford EcoSport mới. Chuyên gia đường phố của bạn. Trên cái X7 thì các bạn sẽ thấy là tại Việt Nam ấy, là sẽ được trang bị cái gói là đèn laser, nhưng mà trên X5 là đèn LED thôi, nhưng mà tất nhiên là nó đặc biệt nhất. Cái gói đèn LED này trên những chiếc xe sang thì các cái gói trang bị cao cấp nó đi trong cái package combo với nhau. Ví dụ như là cái cột đèn LED của trời 300.000 pha lê thì hoàn toàn trên X5 cũng có. Trang bị đó các bạn sẽ phải đặt mua hoặc là tùy điện cá nhân hóa. Hãng xe sang nào cũng vậy thôi, nguyên lý nó giống nhau. Mà nếu như bạn là người làm ra xe nhé, thì bạn cũng sẽ phải làm như vậy. Đơn giản để bán được hàng, để tạo ra lợi kinh tế. Động cơ trên X5 Turbo này, trên X7 3.0 Twin Turbo 340 ngựa và 450 cm. Tất cả những con số mà tôi nói trên các dòng xe BMW thì bằng cũng như các bạn các bạn trải nghiệm thì BMW nó sẽ làm động cho cái việc điều khiển các cái hệ thống hoạt động như thế nào. Và các bạn khi mà các bạn tiến sang bên thân xe, các gói X-Line các bạn sẽ thấy được phần cản dưới, phần bên hông, hút hút đó, phần lên xuống, phần cản sau. Và chiếc lốp này, nếu như bạn là người lần đầu tiên nhìn thấy thì bạn sẽ thấy chiếc lốp và chiếc la răng này nó có gì đấy nhỏ nhắn và nó chưa tương xứng với dáng của xe. Nhưng thực ra trên những cái dòng xe SRV, BMW đã khai sinh ra cái thương hiệu như vậy, và SUV chúng ta cũng có thể gọi như vậy, thì thông thường những cái lốp, những cái thành lốp dày chạy sẽ sướng hơn.
lốp mà càng mỏng la răng càng to thì nhìn nó sẽ đẹp, nhưng mà đi nó rất sóc. Các bạn sẽ nhìn thấy những chiếc xe Porsche, những chiếc BMW lên cái vành 21, 22 gì đấy đi nó nảy tưng tưng. Nhiều khi lúc đấy chúng ta lại chê là không êm. Rất may là trên X5 này nhá, lốp vừa phải này, treo khí nén này, treo khí nén lại adaptive luôn. Đó là sự khác biệt. Nhìn trên đây thì các bạn sẽ thấy là lốp Hàn Quốc, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Nhưng các bạn khi mua lốp thì hãy lưu ý rằng nếu mà có thay lốp thì Hàn Quốc, nhưng phải theo tiêu chuẩn của BMW nhận diện bằng cái dấu sao ở đây thưa các bạn. Tức là gì? Tôi có thể đặt nhà cung cấp là Hàn Quốc nhưng phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn của tôi. Sử dụng nhiều nhà cung cấp nếu như chúng ta sử dụng một nhà cung cấp đó là rất lớn. Tất nhiên rồi, bạn muốn chiếc xe bộ vành này đẹp hơn thì hãy thay bộ vành của Persport như vậy. Thực ra trên X5 thì đời mới này các bạn sẽ thấy rằng là nhìn nó có gì đấy, nó mượt mà, nó thon gọn hơn, nhưng bản chất các kích thước nó đều được tăng đấy. Nhưng trọng lượng nó lại nhẹ hơn bởi vì sử dụng cái khung cầm lắp của thế hệ mới. Rồi đèn sau cũng vậy, đèn X5 sẽ không có cái thanh tiền mặt chrome nối từ trái qua phải như thế này. Cam cảm biến 360 nó cũng tương tự như trên X7 mà tôi đã giới thiệu rồi. Đấy nhá, cảm dưới theo kiểu X-Line nhá. X-Drive thì quá nổi tiếng của BMW rồi. Hệ thống truyền động của nó, cốp mở hình vỏ sò. Các bạn thông cảm nhé, xe đang trong quá trình làm nhiều việc khác cho nên tất cả thứ này đang để hơi lộn xộn một chút. Và cái độ cao của cái treo sau của cái cốp này, chúng ta có thể điều khiển độ cao ở đây, tăng giảm để phù hợp kích thước. Ghế điện, đấy, ghế cũng gập điện, nhưng chỉ gập điện ở hàng ghế thứ hai thôi. Đấy các bạn sẽ đợi. Hàng ghế thứ ba thì điều khiển cơ. Đó thì mình nhấn thôi, thôi là ghế nó tự động gập lại. Và sàn phẳng, sàn phẳng. Sàn rất phẳng. Đây các bạn nhìn xem này. Sự khác biệt giữa X5 và X7 này. X7 các bạn sẽ thấy trang bị gỗ da miên man. X5 sẽ không có. Đấy, cửa sổ trời cũng không có bởi vì đơn giản. Tôi cũng có thể có được, nhưng phải đặt theo cái gói đèn led, pha lê trang bị ở trên cần số. Rồi. Cửa sổ trời. Giờ đây là đúng nghĩa một chiếc xe 5+2. Hàng ghế thứ ba thì người có kích thước nhỏ nhắn hoặc là phù hợp với trẻ em nhiều hơn. Tất cả cửa hít, X5 cũng là cửa hít nha các bạn. Cửa hít hết. Hít. Hít. Chung 4 tỷ rưỡi như thế này là cũng đẹp rồi. Đấy. Như tôi vẫn nói rồi, các cái cụm module dùng chung là sẽ thấy là màn hình full digital này, 12.3 này, giao diện rất đẹp. Màn hình bên này cũng vậy, cam 360. Và trên iDrive 7 thì điều khiển 9 động tác, cánh tay thần kỳ. So với cái 7 và cái 5 tôi đã trải nghiệm thì cộng thêm 3, 6 cộng 3, thêm 3 động tác nữa. Dần dần nó sẽ là nhiều động tác hơn. Các cái chức năng hỗ trợ vào điểm đỗ cũng có. Rồi nhớ cái lùi mà tôi đã thử trên cái X7 cũng có. Ví dụ chúng ta tiến vào một cái điểm đỗ chúng ta muốn lùi ra thì trong vòng 50m thì nó sẽ nhớ được cái vị trí đó. Nhưng rõ ràng là các bạn sẽ thấy là sự khác biệt giữa X5, X7 đó. Đó, trang bị và giá tiền nó sẽ khác nhau. Ví dụ như gỗ ở đây thì cũng là gỗ thật, nhưng mà nó nhìn các cái vân này, rồi là cách xử lý của nó cũng không thể như X7 được. Nhưng mà nhìn này cũng là đẹp rồi, cũng là đẳng cấp rồi. Nói chung hơn 4 tỷ như này là quách đấy. Rồi trên cái bệ vì tay này cũng thế, cần số này. Gói pha lê cũng có nhé. Gói pha lê là cũng có, nhưng mà chúng ta sẽ phải đặt riêng. Start, stop engine, cái cụm điều khiển này thì tương đối giống. Thì tương đối giống. Cam 360 hỗ trợ lùi, start, nút start, stop, các chế độ điều khiển, các chế độ hoạt động của xe cũng tương tự, điều khiển iDrive vân vân. Phanh tay điện tử, nâng hạ gầm, treo khí nén thì phải có nâng hạ gầm. Và đây, đây cũng có vị trí để điện thoại, nhưng chưa có
chưa có chức năng sạc không dây, bởi vì như tôi đã nói rồi, cái chức năng này nó đi theo cái combo, nó sẽ đi theo cái điều khiển, cái hệ thống connect với cả cái điện thoại và điều khiển từ điện thoại vân vân, thì nó đi theo cái kết nối USB. Hộp để cốc ở đây thì không có chức năng sấy và làm mát, nhưng nhìn chung cũng có gỗ, cũng có da đẹp và kim loại các kiểu. Tầm cổng tai xì ở đây, hộp để đồ. Ghế ngồi khá là ôm đấy, ghế ngồi là cho nó còn thể thao hơn cả con 7 là X7 cơ. Bởi vì phần đỡ này rất là tốt này. Ghế thì cũng chưa có chức năng massage. Và bạn sẽ thấy nhá, cái sự khác biệt giữa cái điều khiển được. Điều khiển ở đâu? Đây à? Đâu nhỉ? Ở đây, hai cái bóp đây. Ở đây hai cái bơm đây. Và hai cái phần đỡ sườn của tôi thì tôi có thể bóp, và tôi có thể mở ra hoặc bóp vào bơm căng, hoặc là người béo thì có phải mở ra, còn người gầy như tôi thì lại phải co vào một tí cho nó vừa. Nói chung là trang bị là oách, trang bị trên X5 như thế này là cũng là oách, bởi vì là cái các cái platform mới, những cái gói module mới của BMW đã được trang bị trên xe, như cruise control đây là chưa có, adaptive chưa có, đàm phải rảnh tay, những cái này thì đã quá quen thuộc rồi, màn hình các kiểu thì bởi vì là cái màn hình kỹ thuật số cho nên chúng ta có thể tùy biến khá là nhiều, chúng ta có thể chuyển để xem những các cái thông tin bằng các cái hàng phím ở bên này, vân vân. Nó sẽ chia các cái màn hình ra dễ hơn so với cái việc màn hình thuần cơ là chúng ta phải fix các vị trí, còn đây chúng ta có thể khu vực này chúng ta hiển thị thông tin này, khu vực khác chúng ta hiển thị khác, ở giữa thì chúng ta vẫn có cái hệ thống dẫn đường, hiển thị cái hệ thống dẫn đường, chúng ta có thể nhìn vào đây để nhìn, chúng ta có thể nhìn vào đây để nhìn đường, nó rất nhiều vị trí. Rồi các cái phần điều khiển ở đây nhá, iDrive thì các bạn cũng sẽ thấy là tương tự này, chúng ta vào ca để xem cái thông tin của xe, xin lỗi, vào information, driving information. Đấy, cũng tương tự như X7 nhá, có xem cái hành trình của đây, phân tích theo dõi cái hành trình của chúng ta đã đi qua. Rồi, spot display, nhiệt độ, áp suất, rồi moment xoắn, rồi công suất, rồi lực cờ vân vân, chuyển động quá là cái lực cờ này sẽ di chuyển. X-view cũng có độ nghiêng, độ cao, hướng đi vân vân. Những cái module này cũng tương tự như vậy thôi. Rồi, nếu như là tôi thì tôi sẽ đặt thêm cái gói trang bị pha lê, rồi đèn led, rồi cửa sổ trời, thì X5 trông nó khác hẳn luôn. Cái điều đấy nó tùy biến. Ví dụ như là trên thành cửa đấy, các bạn cũng sẽ thấy này, nó sẽ không có những cái mạ chrome, mạ kim loại ở trên cái điều khiển đâu. Đấy là sự khác biệt những xe có giá 1, 2, 3, 4, 5 tỷ, 10 tỷ hoặc là lên đến khoảng mười mấy triệu đô ấy, thì vật liệu và công nghệ nó sẽ... Công nghệ thì có thể là tương đối như cuộc chơi về khí động học, và vật liệu nó sẽ là hoàn toàn khác. Tôi sẽ vào hàng ghế thứ 3. Thực ra đây là hàng ghế 5+2 thì đúng hơn. 5+2 này thì... Tôi phải đẩy hết cái ghế này. Thực ra cái vị trí này chỉ dành cho trẻ em thôi, hoặc cố lắm thì chúng ta sẽ phải điều khiển. Nếu như người lớn cần đi xa, nhiều khi chúng ta đi đâu đấy chẳng hạn, muốn một nhóm người đi chung với nhau mà lại hai xe, bây giờ muốn dồn về một xe thì vẫn vui vẻ ngồi chấp nhận được thì ok. Đây, hàng gió điều hòa thì thổi từ đây lên, khiêm tốn, nói chung là khiêm tốn, chuẩn là 5+2, chuẩn là 5+2 luôn. Còn nếu như muốn thành 5+2 = 7 thực sự thì hãy mua X7 nha các bạn, thêm khoảng 2,5 tỷ hoặc 3 tỷ thì là ngoài lại có thêm 2 chỗ này, nhưng mà trang bị lại là miên man luôn. Hàng ghế thứ hai của BMW thì X5 thì cũng sẽ được điều khiển điện hết này. Đấy. Điều khiển điện hết. Và tiến lùi đây ạ.
có rất nhiều cái phím điều khiển có nhớ vị trí. Đấy, các bạn có thể thấy qua cái xem trên màn hình ấy ạ. Độ ngả tốt nhất. Độ ngả tốt nhất. Da rẻ thơm tho, không gian mát mẻ. Đẩy lên tiến xuống có vị trí nhớ ghế, rèm chỉnh tay. Loa Harman Kardon. Màn hình này thì là tùy chọn thêm, mình có thể ở đây để thảm cái ngàm đây, chúng ta có thể cắm trực tiếp kết nối cổng sạc Type-C. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Rất nhiều cửa gió. Trên những chiếc xe sang thì các bạn sẽ thấy là yên tâm về cửa gió nhé, không phải tranh cãi nữa. 5 cộng 2 này, 5 này, 5 cộng 2 này, 7 này. Gì đó thì các vị trí cửa gió là không thể thiếu được. Bởi vì tôi là khách hàng xe sang, ngồi đâu tôi cũng phải rộng, mát và thơm. Để chỉ tay ở giữa. Tôi rộng thôi. 8 túi khí. Sàn phẳng. Xe gầm cao, việc làm sàn phẳng dễ hơn. Bởi vì bố trí cái hệ rộng đất ra phía sau, cái trục cắt đăng ra phía sau thì nó cũng dễ dàng hơn. Nó có nhiều cái vị trí để chiếc xe đựng, các bạn sẽ thấy rất chắc chắn luôn. Nên nhớ rằng cái khả năng bảo vệ trên những chiếc xe Đức hoặc những chiếc xe Volvo tới từ Bắc Âu thì cái yếu tố an toàn nó, tôi sẽ khó nói được chính xác hơn là bao nhiêu level, bao nhiêu cái mức độ. Nhưng mà có rất nhiều khách hàng rồi đã chạy, có một vài khách hàng xin lỗi đã chạy cái X5 chẳng hạn, đã bị không may rơi từ trên cao xuống, từ con đường ngoằn nghèo cao xuống, và nó được bảo vệ bằng tất cả vũ khí, bằng công nghệ khung gầm, bằng tất cả những cái thứ gì nó có. Và quay lại, nói chung là sau này anh mua anh cũng chỉ mua xe BMW hoặc những chiếc xe Đức tương tự mà thôi. An toàn đấy, chúng ta mới thấy cái giá trị của nó. Mưa, lúc nắng lúc mưa điều khiển điều hòa là liên tục, mặc dù có chế độ auto nhá. Đấy, nhưng mà các bạn thấy này, tất cả những cái cơ điều khiển của nó là khác. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái, xem cái động cơ này như thế nào. Nói chung BMW tôi đã làm khá nhiều xe trong thời gian vừa rồi rồi. Về cái khả năng vận hành thì nó là một đẳng cấp. Thứ nhất là cái độ ổn định của xe khi chúng ta đi thẳng và khi chúng ta đi qua những cái gờ mấp mô. Đấy, chúng ta có thể chạy ở tốc độ rất cao, nhưng cái hệ thống treo ấy, cái hệ thống được treo như là cái thân xe và cái khung xe và cái thân xe khi qua chỗ dao động gần như đứng im. Các bạn có thể xem được cái thử nghiệm của tôi trong cái chương trình làm cái 520 series, 520 xin lỗi. Nhất là độ êm, thứ hai là cái khả năng cách âm nó rất tốt. Nhập khẩu nó cũng khác đấy. Và cái động cơ và cái hệ thống dẫn động nó là một cái thực sự là rất khác. Hệ thống treo khí nén này êm, rất êm. Là những chiếc xe này cũng thuộc là có kích thước khá cồng kềnh trong cái điều kiện ở Việt Nam, như các bạn sẽ thấy nhẹ nhàng êm ái. Tôi không nghĩ mình đang chạy một chiếc SUV đâu, bởi vì nó quá êm. Nhưng mà hãy sport xem, đó, nó lại biến thành một chiếc xe thể thao. Thực ra cái khả năng tăng tốc của chiếc này tôi còn thích hơn chiếc X7. Nếu như nói về độ êm, khả năng cách âm thì X7 là rất thích, hay là cái sự sang chảnh. Nhưng khả năng tăng tốc và nó có cái gì đó tố chất thể thao thì tôi thích cái X5 này hơn. Mỗi chiếc xe luôn có xác định và tập trung tới những cái đối tượng khách hàng riêng. Cam 360 các bạn thấy chưa, một phát lên luôn, không, gần như là không có độ trễ luôn. Làm mình Sport nhá, Sport Plus. Cái sự trượt số nó thật quyết liệt. Hôm nay thì tôi cũng sẽ thử nhanh thôi. Nhanh đây. F thì vòng tua máy nó sẽ giữ cao, luôn giữ ở cái mức độ, cái độ mở chân ga của cái, luôn duy trì cái vòng tua cao, cũng như số sẽ về nhanh chuyển chậm. Nhưng mà cần êm ái thì chúng ta sẽ sang Comfort. Cần tiết kiệm, tôi lại tiết kiệm. Cần Adaptive, tôi có Adaptive. Quá nhiều chiếc xe trong một chiếc xe chưa hết. Bạn lại có thể Comfort, nhưng lại Comfort Comfort thể thao cộng. Ví dụ tôi muốn Comfort. À, con này Comfort lại không có ấy à? Ví dụ tôi muốn thể thao rồi, nhưng mà lại thể thao cộng thì là lại là thể thao plus nhá. Lại có thể cài đặt individual nhá.
đó lại có thể là đấy, các chức năng tối ưu từ tùy biến nhé, tùy biến là hộp số, động cơ, hệ thống lái, hệ thống treo đấy, giá trị của treo khi nén nó được là như vậy. Lái nhẹ nhàng đi lái nhanh. Nói chung là phê đấy, X5. Rồi tóm lại BMW nó cũng là một cái đẳng cấp. Thứ nhất là về cái thiết kế, bao nhiêu năm rồi nó vẫn theo một cái form như vậy, bởi vì vốn dĩ nó đã đẹp rồi, mà đã đẹp là tôi giữ. Cái thứ hai về công nghệ, cái thứ ba về khả năng vận hành, cái thứ tư là khả năng an toàn, các hệ thống an toàn thì cũng không phải nói nhiều nữa, 8 túi khí rồi, các hệ thống hỗ trợ cảnh báo va chạm, hỗ trợ va chạm vân vân, nó có rất nhiều. Còn bây giờ thì sẽ xin hẹn các bạn trong một cái chương trình review sâu hơn, thực ra nó về phần trải nghiệm nhiều hơn, bởi vì X mà, X là gì, tôi phải leo trèo vân vân. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn hãy subscribe và dùng chuông kênh nhé. Còn có những cái ý kiến như thế nào sau khi trải nghiệm thực tế các cái dòng xe BMW, đặc biệt là dòng X5, các bạn hãy để lại những comment bên dưới clip. Xin chào và hẹn gặp lại.